khoa khác thì mình sẽ đi bộ để nó chụp giống như là rất nhiều nhiều bệnh lý gì cũng là chậm hết. Nói chung là cái một cái buổi gì mà để mà nói hết cái về siêu đi bụng thì chắc là ấy không phải là nó hết nữa đó. Thì cái tạng trong bụng là rất là nhiều. Nhưng mà qua cái bài ngày hôm nay thì anh chỉ giới thiệu lướt qua về siêu đi bụng một số bệnh lý mà thường gặp cũng như là giải phẫu của siêu đi bụng thôi, chứ không có đi sâu vô từng cái bộ phận bệnh lý nó rất là sâu và rất là nhiều. Sau này mấy em ra trường có học thì sẽ bắt đầu chi tiết, thầy chỉ giới thiệu đại cương tổng tổng quan thôi. Thì cái mục tiêu của cái bài giảng này là như anh nói thì tới sơ về quy định kỹ thuật cũng như giải phẫu của trên CT bụng và hình ảnh CT của một số bệnh lý thường gặp của ổ bụng như là bệnh lý về gan mật và dưới tắc hệ niệu như về ống tiêu hóa như là nói chút về mạch máu. Thì về chỉ định thì các em đi lâm sàng thấy cũng biết rồi, thì cái chỉ định của CT bụng bây giờ nó cũng rất là phổ biến, rất là nhiều. Cái tổn thương ở gan hay ở lách, ở thận, ở tủy vân vân đều là siêu âm xong rồi siêu âm rồi tiếp theo là cũng lên chỉ định cái CT bụng để làm rõ thêm. Về kỹ thuật thì CT bây giờ thế hệ giờ là hầu như là xem các bệnh viện ở trong thành phố mình và cũng như các bệnh viện trong cả nước mà hầu như là CT đa lớp cắt hết rồi. Thì chụp cái CT bụng thì hầu như là có gần phần lớn thì chúng ta phải tiêm thuốc cản quang hết. Thì các em ở đây là chắc cũng đã từng nhìn cái CT bụng rồi đúng không? Thì thấy cái phim mà không thuốc á thì hầu như mình nhìn vô mình thấy rất là khó thấy, hầu như là rất là chỉ có xám xám đen đen luôn trắng trắng chứ mà không thấy rõ. Và khi có tổn thương nên là mình cũng không biết đó là tổn thương gì đó, nên hầu như là cái CT bụng là hầu như là gần như là phải tiêm thuốc. Và tiêm thuốc xong thì tùy cái phần bệnh lý của cái ổ bụng mình sẽ có cái protocol chụp riêng nữa, chứ không phải một cái bệnh lý nào cái ổ bụng mình vô chụp CT bụng thì có thuốc hết, chụp từ trên xuống dưới nó có nhiều cái pha chụp, ví dụ chụp thì động mạch rồi chụp thì tĩnh mạch rồi chụp thì muộn, thì tùy cái bệnh lý. Ví dụ cái u gan thì người ta cần phải chụp không thuốc rồi thì động mạch, tĩnh mạch thì muộn. Còn những cái bệnh lý thông thường như ví dụ thì một cái bệnh lý chấn thương bụng vân vân thì người ta chụp thì chụp có thể là động mạch tĩnh mạch thôi, mà không chụp thì muộn. Ví dụ bệnh lý về thận thì người ta sẽ chụp thì muộn. Thì còn lúc thuốc đang quay ra vài tiếng thì sao, nói chung là tùy cái bệnh lý, tùy cái chẩn đoán lâm sàng á, sẽ lâm sàng chẩn đoán thì mình sẽ có cái đầu cơ con chụp nó thích hợp hơn với từng bệnh loại bệnh đó. Thì tùy các loại bệnh chúng ta sẽ có cái đầu cơ con riêng. Thì về cái giá trị của siêu bụng cũng thấy thì hầu như là như cái hình như đây, như đây chứ thấy là hình sao có thuốc hay không thuốc, hình nào là hình có thuốc, hình nào là hình không thuốc, trên này dưới không thì mình nhìn vô. Nếu mà mình chỉ định một cái CT mà không thuốc thì là đôi khi mình cũng buộc phải không thuốc, tùy bệnh lý. Ví dụ người ta có bị về sỏi thận không cái này thì thật ra thì cũng không cần phải thuốc để đánh giá sỏi thận, ví dụ thì em không cần. Hoặc là bệnh nhân có bệnh lý thận suy thận cái này, suy thận thì không có tiêm thuốc cản quang cái này. Ví dụ suy thận giai đoạn cuối rồi thì không có chỉ định tiêm thuốc thì mình là chụp không thuốc thôi. Thì qua hai cái hình như thấy là cái độ tương phản của nó rất là rõ. Thì hình này chúng ta thấy không rất là độ tương phản giữa các cơ quan chỗ bụng nhưng không có rõ, khi mà như khi tiêm thuốc vô nhưng mà thấy rõ là cái gan dày dày lách thận rồi thấy mạch máu rõ hết, rồi hầu như là cái giá trị của tiêm thuốc nó giúp cho chúng ta như giá trị chẩn đoán và giá trị cũng như các bệnh bệnh vân vân. Như trường hợp này, ví dụ trường hợp này nếu chúng ta không tiêm thuốc thì chúng ta sẽ được sót một cái tổn thương gan đây. Thì tiêm thuốc vô thì thấy cái tổn thương gan nó không thuốc rồi, nhưng mà giả sử không tiêm thuốc thì dưới chúng ta sẽ đọc bình thường hầu như sẽ sót ví dụ vậy. Thì nó còn cái tổn thương đó mà sẽ không thấy, thì điều tiêm thuốc mình mới thấy được đó. Thì khi tiêm thuốc chúng thấy được các tĩnh mạch gan thì tùy cái thầy, như thầy nãy thì chúng ta sẽ thấy hầu như là chỉ thấy cái gan lần mà chưa rõ, nhưng mà qua tại vì cái gan thì nuôi máu chính của gan là cái tĩnh mạch cửa, 70% tĩnh mạch cửa nuôi lên chúng ta mình chụp sớm á là động mạch nó vô trước. Mà chụp trước thì cái gan thường là sẽ chưa ngắm, cũng hơi còn đen đen, nhưng mà chúng ta chụp dễ xíu, tức là chụp cái thì tĩnh mạch á thì thuốc rồi nó vô, rất là thì nó nuôi gan là chính á, thì thuốc nó bắt đầu nó vô như mua gan nó sáng lên, thấy đây cái tĩnh mạch gan nó rõ. Và ngoài ra cái CT bụng nó
rất chi ít, đặc biệt là những bệnh lý như chúng ta đi trực ngoại chấn thương bụng kính chẳng hạn, bệnh lý mà cũng nặng lắm á, hay hầu như chúng ta hồi xưa hay chụp cái bụng đứng không sửa soạn để tìm cái đường hơi dưới hoành coi có bụng nặng lắm hay không. Thì ra cái dấu hiệu đó đều nhiều á, nhiều đầu tiên thấy thì nó hụt ít á, hầu như chụp rất khó thấy. Nhưng mà với cái CT bụng á, thực ra chỉ cần có thủng và có hơi thôi, ít thôi là cũng có khả năng là phát hiện. Thì mình hợp cho thấy đây một cái hơi tự do bụng nằm đây. Đây là cái cửa sổ, tùy mà cửa sổ này thì tùy cái chúng ta mở cái cửa sổ rộng hay hẹp thì sẽ có cái hình này hoặc hình này. Cái hình này thì cái cửa sổ thì chúng ta mở ra thì chúng ta thấy được nhiều cấu trúc, tương phản được nhiều cấu trúc, nhưng mà cửa sổ này chúng ta chỉ thấy được hai màu trắng với đen thôi. Mục đích của chúng ta coi trong cái cửa sổ này chúng ta chỉ coi hơi thôi, kiếm hơi thôi, chứ không có coi cái tại này. Như cái ghe này trắng bóng, trắng lắm, cho nên cửa sổ này mọi người gọi đi lên xe hay kêu là các bác sĩ hay kêu mở cửa sổ hơi á. Cửa sổ hơi đi tìm hơi tự do thì thấy là gọi là cửa sổ hơi, trường hợp này là hơi tự do. Cái hai nữa là cho bệnh lý là trường hợp này thấy là khí trong thành ruột, những trường hợp mà viêm ruột hoại tử như này chúng ta sẽ thấy khí, khí trong ruột. Nói chung là những cái ứng dụng của CT về cái bệnh lý cấp cũng như mảng là rất là tốt, đặc biệt là bệnh lý cấp bụng cấp là rất là độ chính xác, độ nhạy rất là cao. Tương tự, ngoài ra nó có một mảng CT mạch máu nữa. Hay như trong trường hợp này, thì ba cái hình này thấy chụp xong nó dựng ba bằng cắt, hay là bằng cắt coronal, segmental với axial. Thì bằng cắt hay là bằng cắt đứng ngang, cắt hay là bằng cắt trước sau, đứng dọc, rồi đây là bằng cắt ngang. Thì bằng cắt qua cái động mạch mặt trên chân, chúng ta thấy, chúng ta thấy có gì bất thường? Cái động mạch này là mạch gì? Đây là mạch chủ bụng đúng không? Thì cái đầu tiên là bụng bự là cái gì? Thân tạng. Thì phía dưới? Chẳng đen. Chúng thấy có gì hai này nó khác nhau không? Thì hành trắng, hành đen á. Thì như là cái trường hợp này là có như là một cái huyết khối. Động mạch mặt trái hàm chân, CTA, CT bụng có thuốc có thể phát hiện được một cái huyết khối của mặt trái hàm chân thì dựng bao cắt có thấy đây cái động mạch thân tạng, đây là một chân trên nó xuống, còn những huyết khối lắp tại hình dựng kia, và hình đây là hình ngang, ở đây là cái hình 3D, 3D chúng ta dựng thì có thấy cái hình mạch chủ bụng thân tạng và cái ruột cắt cục luôn cái động mạch trên trên. Nói ra thì giới thiệu qua một số cái ứng dụng của CT và mình là CTA để chụp đánh giá mạch máu, nói chung là giá trị rất là tốt. Và vô cái phần giải phẫu CT thì anh chỉ giới thiệu những cái tạng quan trọng cho ổ bụng thôi, cũng như những tạng đặc hoặc tạng rỗng hoặc mạch máu. Cái tạng đặc như gan, lách, tỵ, thận rồi với mạch máu hoặc là cái tạng rỗng. Thì chụp khi mà chụp một cái CT bụng đúng, chúng ta phải chụp từ cái vùng đáy phổi, phải qua cao qua trên vùng mạch, thấy đáy phổi phải qua cao mạch, phải chụp trên này nữa, xuống dưới gần mu. Đó, chụp từ trên xuống thì đây là cái miếng lát đầu tiên của CT bụng có thuốc. Chúng thấy đầu đây là cái lát đầu chúng ta sẽ thấy gan. Đây. Thì đây là cái CT có thuốc, chúng ta thấy là như là tương phản giữa các cấu trúc của bụng thấy rất là rõ. Cái gan chúng ta thấy rằng cái thì này là bắt đầu qua cái thì tĩnh mạch. Thì nó sẽ thuốc nó sẽ ngắm vô gan, gan nó sáng lên. Lát rồi nó bắt cuốn nó thấy rõ tận. Thì đây là một cái gan thì ai cũng biết rồi. Thì trong cái gan thì chúng ta đi thấy người ta có chia phân thì gan đó, chia phân thì gan trên CT á thì chúng ta thường là dựa vào hai mốc quan trọng nhất, đó là cái tĩnh mạch cửa và ba tĩnh mạch trên gan. Thì cái tĩnh mạch cửa nó sẽ giúp ta chia làm hai tầng, tầng trên và tầng dưới. Còn cái tĩnh mạch trên gan thì nó giúp chúng ta chia các hạ phân thì, ví dụ gan trên đang gan trái hay giữa hay phải thì nó đi từ chúng ta học giải phẫu là biết rồi, tức là đi từ bên trái qua là 2, 4, 8, 7 là cái tầng trên cái bịch cửa, còn phía cái tầng dưới cái bịch cửa, tầng dưới đeo cái bịch cửa đây, cửa phải và cửa trái, thì cái tầng dưới đó là đây là hạng thì mấy? 3 đúng không? Trên đó là 2, còn tương tự đây cũng vậy, đây là dưới, đây là sát bên đây là mấy? Là 4 đúng không? Là 4B, trên đó là 4A, rồi cũng tương tự, tiếp theo là cái phân thì trước, thì trên đó là 8, phía dưới đó là hạng thứ bằng hạng thì 5, là phân thì trước, còn phân thì sau cũng vậy. Và dựa vào tĩnh mạch trên gan phải chia là phân thì trước với phân thì sau, thì cái bé xét ở đây khi mà phía trên tĩnh mạch cửa là hạ thì 7 và phía dưới này là hạ thì 6 đó, ở trên là bây giờ dễ nhớ, nhớ từ bên trái qua là 2, 4, 8, 7
ở dưới là như là 3, 4, 5 và 6 đã dựa vô cái tĩnh mạch, cửa sẽ phân tầng trên tầng dưới. Và cái tầng và giữa trong mỗi cái tầng nó có 4 hạng thì nó sẽ dựa đến 3 cái tầng trên gan. Và còn cái thì cuối cùng là thì đuôi nữa nằm ngay đây, nhỏ lắm đây. Đó là chúng ta cách chúng ta phân chia cái phân hạ phân thì gan. Thì với qua các bạn có thấy đây là cái lách và thấy được ba lách cắt, chúng ta thấy qua được cái tụy, đây là vùng đuôi tụy, thân tụy và đây là cái đầu tụy. Thì cái móc để xác định cái đầu tụy là chúng ta dựa vô cái gì, thường là dựa cái bó mạch mặt trên trên cái chỗ cái bó mạch, đây là bó mạch trên trên đây và dựa xác định cái đuôi tụy, chúng ta dựa vô cái tơ đắt nó dòng chạy dòng đây, ở đây thường là ba lách cắt rồi cái đuôi tụy. Và chúng ta thấy được cái tuyến thượng thận bình bình thường bên trái, chúng ta thấy hình chữ Y nè, nó mỏng gì khi mà nó dày nó bự khó như đây là nó bình thường nó mỏng. Ở tuyến thượng thận bên trái bên phải nhưng mà đây nó nhỏ, thấy nó thấy góc nhỏ xíu thôi. Ở tuyến thượng thận mình cái lát cắt xuống dưới rồi thì chúng ta thấy là có chú thận nó bắt thuốc, thì khi mà chúng ta chụp sớm thì động mạch đó thì chúng ta thấy bắt thuốc nó bỏ thận thôi. Còn với cái tháp tủy thận chúng ta chưa thấy bắt, nó còn đen đen, nhưng mà chúng ta chụp giải xíu nữa thì nó sẽ bắt đều á. Chụp giải nữa thì nó thuốc nó sẽ bại vô với cái bể thận, chúng ta sẽ thấy nó nằm trong cái vùng của bể đây là thận và đây là cái bó mạch hai cặp, đây là bó mạch mặt trên trên hai chánh rồi. Thì cái tĩnh mạch mặt trên trên là nó luôn luôn nó nằm bên tay phải của động mạch, khi mà nó nằm qua bên tay trái thì sao, bình thường là bắt buộc nó phải nằm bên tay phải của động mạch trên trên, khi mà nằm bên tay trái thì có khả năng có một cái ruột xoay bó tay á, xoay hết thì nó thể là này nằm bên đây, bình thường thấy nó cặp. Chúng ta nhìn qua cái ruột đó, chúng ta thấy hai sát bên hông hai bên thì là cái đại tràng lên rồi cái đại tràng xuống. Thì đại tràng chúng ta thấy nhìn kích thước của nó thì nó lớn hơn so với là cái quai ruột non, quai ruột non chúng thấy nó nhỏ nó xẹt đây, cái quai ruột non nó xẹt, cái quai hồng tràng nó xẹt, còn đây là ruột. Đại tràng thì nó có phần nó lớn, hơi nó có phần phân trong cái cấu trúc. Bên đây là đại tràng lên, bên kia là cái đại tràng xuống, ở đây là cái đại tràng ngang. Thì cái xuống cái lát cắt tiếp theo cũng tương tự, đây là hai cái đại tràng. Nên khi chúng ta muốn coi kiếm một thời trên CT á, thì chúng ta phải kiếm cái đại tràng lên, chúng ta đi lần xuống ngược lại, xuống đây xuống tới đại tràng, chúng ta sẽ kiếm cái bụng thừa này, cách chúng ta kiếm theo cấu trúc giải phẫu đó. Thì là cho nó theo dõi bụng thường thì mình biết cách đi kiếm, mình kiếm đó thì hiện nhìn trường nhìn đại mình không biết kiếm ở đâu cái bụng thường nào ở đâu, nhưng mà dựa theo cái đại tràng phải chúng ta đi ngược xuống tới cái manh tràng có những điểm đấy rà xuống cái đây, ở đây mình hết cái tràng này sẽ bụng thường nằm đâu đây, tại do cái lát cắt này nó dày tới 8 ly rồi mình không thấy, mình kiếm bụng thường rồi coi trên máy mở máy mình coi lát cắt có 1 ly rồi chúng ta rà từ trong phòng là chắc chắn là hầu như ta thấy cái bụng thường hết, dù là cái bụng thừa bình thường cũng thấy. Ở đây xuống đây là cái đại tràng spa chụp tràng, thì do bệnh nhân này có uống thuốc Paris á, nó tầm độ nó cao trong lòng, thì về cái qua này nó cũng nói sơ lại cái tầm độ của bệnh trên CT. Trên CT thì ta biết cái tầm độ của nó là từ thấp nhất là tầm độ gì, màu đen á, khí không, như lấy một cái hình này là góc ấy ta thấy là đen nhất là khí nè, ý là đen nhất, xong rồi tới những cái phần sáng sáng này trong cái phần mặt keo rồi, như là vùng dưới da, vùng nước mỡ là cái đậm độ mỡ. Tiếp theo là cái đậm độ dịch, độ dịch thì chúng ta thấy cái dịch trong màng quang thì nó cao hơn cái mỡ, còn cái mỡ thì nó đen hơn cái dịch. Và tiếp theo thì khi mà tiếp theo cái đậm độ của cái cơ của mì mà nó cao hơn cái độ dịch một xíu, và khi tiêm thuốc vô thấy là cái đậm độ trong cái lòng mạch nó cao hơn nữa. Cuối cùng cao nhất là cái đồng đầu xương màu trắng, nó theo thứ tự từ đen dần đến trắng. Thì đi qua đây nó nhìn lại nó đồng độ, nên khi nói cái đồng độ khí, đồng độ xương nữa thì tôi biết đồng độ mô mì nữa, thì chúng ta dựa lên cái hình này, cái cửa sổ đó chúng ta thấy được nhiều cái đồng độ. Vô cái bệnh lý gan, cái bệnh lý gan như là hầu như đi trong CT là thường rất là thường gặp. Do thấy do nhìn hai cái phim này, cái nào ở trên và cái dưới, cái nào bình thường, cái nào bất thường. Hai
hai cái thì chúng ta thấy thấy là bình thường á, bình thường về cái cách đậm độ á, thì trên CT á thì cái đậm độ của cái gan á cao hơn cái lách, cao hơn tức là sao, tức là nó sáng hơn, bình thường ta gọi là cao hơn, tức là này trắng hơn kia, tức là nhìn này thành bình thường rồi. Và cái gan thì sao cái lách à, còn nó trắng hơn chút. Từ 6 thì hai độ hoa kêu tức là bằng mắt thường chúng ta có thể nhìn được. Tuy nhiên nó còn rõ lắm nhưng mà nó sẽ cao hơn chút. Nhưng mà hình này nó ngược lại, cái gan nó là thấp hơn lách, nó thấy thấp hơn. Và đặc biệt trên đây nó thấy mạch máu, cái mạch máu là thấp hơn như mô gan. Nhưng mà xuống đây là như mô gan lại thấp hơn mạch máu. Thì đây là cái gan thì làm được là một cái gan nhiễm mỡ. Nhiễm mỡ còn như lan tỏa rồi. Cái đậm độ của gan chúng ta biết đậm độ mỡ rồi đúng không? Đậm độ mỡ lại là nó sáng sáng, thấp hơn cái đồng bộ dịch đó. Đó là những trường hợp này là cái gan này rồi, cái gan nhiễm mỡ. Thì chúng ta nhìn chưa quen á, thì chúng ta đầu tiên ta nhìn lấy cái gan soi lắc. Là một, là gan lúc nào nó cũng trắng hơn đó. Dùng từ đơn giản nhất là gọi trắng hơn, tức là đồng độ cao hơn, tức là trắng hơn, có nhìn này trắng hơn này. Thứ hai là cái mạch máu trong gan á, nó đen hơn cái nhu mô gan. Thì mọi người nó đã ấm ngược lại hết. Này như cái tôi thấy là này trắng hơn này, cái mạch máu này là trắng hơn, mặc dù này chưa tiêm thuốc nha, hình chưa tiêm thuốc. Hình chúng ta đánh giá một cái gan nhiễm mỡ là chúng ta phải đánh giá trên cái hình chưa tiêm thuốc đó. Thì chúng ta dựa theo cái nguyên tắc đậm độ này. Cái hình này cũng vậy, có chúng ta thấy bình thường, chúng ta so sánh cái này là ta roi, ta dùng trên máy ta roi thì ta thấy cái hao fill đây cao hơn này chút. Đây là 64 thì có 54. Chúng ta nhìn vào mắt thường á, nhiều khi mắt thường ta nhìn chúng ta không phân biệt được. Cái đồ trên là hao fill nó ít quá mình còn không nhận ra được. Dù trên là nó càng cao là mắt thường nhìn ra được. Ví dụ hàng là trắng với hàng là mỡ này, hay là nhìn hầu như được hết. Nhưng giữa hai gần ná ná nhau thì nhìn hơi khó. Thì chúng ta nhìn thấy roi, nhưng mà nhìn bình thường chúng ta thấy cái này trắng hơn. Đặc biệt là mấy mạch máu như tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch chủ dưới, còn mạch chủ bụng, tĩnh mạch trên gan thì nó đen, đen hơn cái nhu mô gan. Nhưng khi mà trong trường hợp này thấy nó ngược lại hết, tại đây là một cái gan nhiễm mỡ. Chúng ta hãy đọc cái hồ cái gan nhiễm mỡ. Còn tương tự như vậy. Đó. Thì cái vùng này, cái hồi nãy là cái gan hầu như nhiễm mỡ hết, toàn bộ gan này, nhưng mà đôi khi gan nó nhiễm mỡ từng vùng. Đúng đó. Trường hợp đó rất là khó chịu, nhiều lúc mình làm siêu âm mình cứ tưởng là u gan đã ổn mà rất là dễ nhầm. Ở trường hợp này thấy là cái vùng đen là gan, còn cái vùng mà nó trắng nè là cái mô gan nó bình thường, mô gan còn lại á, mô gan không có bị nhiễm mỡ á, còn mấy cái đen này là cái gan nó nhiễm mỡ cho. Cái trường hợp này như này sao tiêm thuốc nhưng mà cái vùng gan nhiễm mỡ thì nó thấp hơn. Nên là cái trường hợp này đớm này là rất khó chịu, đôi khi trường hợp rất khó biết phải u gan không. Khi mà để biết u gan không thì chúng ta phải tiêm thuốc vô. Cái thứ hai chúng ta phải coi cái hiệu ứng của nó nữa. Nếu mà cái u gan á thì nó sẽ đẩy mạch máu, đẩy một chút xung quanh nó có hiệu ứng chắn chỗ mà. Ví dụ nó nằm gần đây sẽ đẩy lầu từ gan, nó nằm gần mạch máu nó đẩy. Còn trong khi cái ổ gan nhiễm mỡ này thì mạch máu đang siêu luôn. Thì nó đâu có bị gì đâu, nó chỉ bị là nhiễm mỡ thôi. Thì chúng ta sẽ dựa cái công cụ đó, chúng ta chẩn đoán là gan nhiễm mỡ hay là u gan. Đó là nó sâu hơn chút, còn chung á. Chúng ta chẩn đoán gan nhiễm mỡ chúng ta dựa cái đậm độ đấy mà chỉ đó. Tiếp theo thì thường gặp nhất, là cái nang gan. Nang gan cũng vậy, nang gan thì nhìn vô thấy là hầu như đậm độ giống như đậm độ dịch luôn. Cái đậm độ trong như là dịch rất thấp. À, vách hầu như là vách rất mỏng mà nó không được bắt thuốc. Nó mà bắt thuốc cái vách đó thì có thể là bất thường, nó không phải là cái nang. Nó chỉ là hợp cái nang. Hay là cái này hầu như rất là thường gặp. Trường hợp cũng thấy có đậm độ dịch hoàn toàn luôn. Đôi khi cái gan này, cái gan mà nang gan mà nhiễm trùng thì có là đậm độ, nó thể có lượng cỡ bên trong, nó thể trắng trắng bên trong. Hay là cái nang thế đậm độ dịch nên là đậm nhất, cái bờ rất là rõ, không có thuốc nữa. Đây là một cái nang gan tương tự như thế, hai nang. Vậy đó là những cái tổn thương lành tính, cái gan nhiễm mỡ, nang gan rồi nó lành tính rồi. Rồi thứ hai là cái ung thư gan nguyên phát. Cái ung thư gan nguyên phát thường gặp nhất là hầu như chúng ta biết kiến đó là HCC. Thì cũng đây là giới thiệu hình ảnh để chẩn đoán cái u HCC điển hình thôi. Khi trường hợp khó nữa thì lúc đó nó còn nhiều hướng nữa. Thì một cái HCC điển hình đó thì chúng ta thấy cái chân phim BL đó là chưa tiêm thuốc, hay là chưa tiêm thuốc này là sao tiêm thuốc.
thì cái đồng độ thường thấp. Mình dùng từ đồng độ thấp tức là sao? Ý nghĩa là sao? Thấp tức là so thấp của nó là so với chính cái mugen bình thường, tức là đen hơn thì gọi thấp. Dùng độ cao tức là nó trắng hơn cái mugen, tức là ý vậy đó. Nên ta đã dùng từ đồng độ thấp. Môn 11 ta hay mô tả tổn thương đồng độ thấp, tổn thương gì đó là thấp hơn so với lại cái mu cái tổn thương bình thường của nó. Dù tổn thương đồng độ cao ra là tức là cao hơn, là ý nữa vậy đó. Thì sau khi tiêm thuốc thì một cái mugen á, một cái rồi tôi coi điển hình của chụp ví dụ lâm sàng rồi mình đoán là theo dõi u gan thì mình phải chụp tủ thì, tức là phải chụp cái không thuốc là chắc chắn phải chụp rồi, rồi phải chụp cái thì động mạch và chụp cái thì tĩnh mạch và chụp thêm cái thì trễ khoảng 120 giây tới chụp 80 giây nữa. Thì cái thì động mạch thì thường thường sẽ chụp cái thì động mạch. Thì động mạch nó có hai thì, đó là thì động mạch sớm với trễ. Thì cái sớm á thì cái u gan là chúng ta biết HCC nó được nuôi bởi cái động mạch hay là cái đực cửa, động mạch gan hay đực cửa. Thì u HCC là nó được nuôi bởi động mạch gan ha. Nên khi mình chụp cái thì động mạch á cũng phải chụp đúng thì đó. Thì lúc đó khi đúng được thì mình thấy cái u nó sẽ vô nuôi luôn, mình thấy đó. Thì lúc đó nó sẽ trắng lên, nó bắt thuốc vào, ngắm thuốc vô thì lúc đó nó sẽ trắng lên. Nhưng mà chúng ta chụp động mạch sớm quá, tức là thuốc nó mới vô tới động mạch chung gan riêng gì thôi, chưa có vô sâu vô u thì các bạn thấy nó chỉ lớn đớn lắm thôi. Nên cái chụp thì động mạch cũng phải chụp đúng thì đó. Nên nhiều lúc người ta chụp sai, mình đọc mình thấy nó không đúng, thấy nó không có đúng thì như là chẩn đoán nó sẽ chậm. Cái kỹ thuật chụp cũng rất là quan trọng. Nên cái lúc mà bác sĩ lâm sàng chỉ định đó là cũng rất quan trọng. Nhiều lúc bác sĩ lâm sàng mà không có u gan mà bác sĩ lâm sàng chẩn đoán là kiểm tra chẳng hạn, cái sức khỏe và bệnh nhân đau bụng của bệnh nhân thì là cái người chụp lên là chụp không đúng, rồi mình đọc không có ra được cái u gì hết. Nên cái chỉ định lâm sàng rất là quan trọng. Ví dụ lâm sàng như theo dõi u gan cái thì cái ông kỹ thuật viên á, cái ông chụp á, ông sẽ nhìn vô cái u gan, ông sẽ chụp theo cái protocol của u gan đúng thì. Ví dụ bác sĩ lâm sàng có là u gan mà bác sĩ lâm sàng cho đó chỉ là đau bụng hạ vị hạ sừng phải thế này thì đâu biết là bị gì đâu, đau bụng hạ sừng phải biết được chứ, đau gì chụp cái không thuốc, mình chụp có thuốc quét từ trên xuống hết, không chụp gì nữa, chụp con thì thôi. À, mình qua mình không biết cái cục u, mình cũng lên hình cũng thấy cái cục u gan á, mà không biết là u gì, không biết bản chất, tại u gan nó có rất nhiều u. Thì qua cái này chỉ giới thiệu những cái u mà thường gặp nhất thôi, khi mình đi lâm sàng gặp những cái u thường gặp nhất, mà HCC là hầu như là gặp ở những nơi đặc biệt ở Việt Nam mình là tỷ lệ bệnh nhân mà sơ gan rồi nhiễm virus BC rất nhiều, là cái bệnh chất ung thư HCC rất nhiều. Đặc biệt là bên bệnh viện Chợ Rẫy nó có cái khoa hẳn một cái khoa u gan luôn, là hầu như là u gan HCC là rất nhiều. À, thì đây là nãy nói về chữ này, chưa thấy. Đây là các thì. Nếu mà chuẩn á, phải có 4 hình này. Nhưng mà nếu chúng ta không chụp chuẩn á, cho lâm sàng gì cho nó, ví dụ muốn giấu, muốn đố xin cho nó lạnh vậy đó, đều dùng phần đau hoặc sừng phải. Để coi ông phát hiện được u gan không, cái thì ông vô tình là tự xử mình luôn. Thì vô ông viêm viêm chỉ chụp cái hình này, với hình này ha. Ông đâu có biết có u gan đâu, ông chụp. Nếu ông viêm viêm nào giỏi hơn xíu nữa, ông chụp cái hình này không, ông thấy được tổn thương á, thì ông sẽ chụp thêm ba hình này. Còn ông kia viêm nào mà ông thở vô cũng không thèm thấy cái nhìn đó, ông giống như nhấn nút cho máy chạy thôi, thì chụp hình này hấp. Để coi viêm đầu có gì không. Nên có cái chẩn đoán lâm sàng rất quan trọng để nó định hướng. Tại mỗi một cái bệnh nó có một cái rồi tôi coi chụp khác nhau. Nên khi mình chẩn lâm sàng chẩn đoán cái quốc là chụp theo cái hướng là không đúng nè. Đó là đây là thì không thuốc nè, thì là thì động mạch và là khoảng là 30 giây. 30 giây tức là từ lúc nhấn cái nút máy bơm á, bơm thuốc vô cho đến 30 giây rồi bắt đầu máy nó chụp xuống đó, xong rồi thì 90 giây rồi cuối cùng mình giải. Cái động học, cái động học thì em thấy một cái HCC nha, một cái hình HCC điển hình. Chứ mà thấy trên cái phim không thuốc á, thì nó tùy. Nó có thể là, nãy có nói là đậm độ thấp, thì thấp so với gan. Trong trường hợp á, nếu mà máu á, mấy em học được mấy bài suy sọ là đi máu thì cái đậm độ là sao? Đậm độ thấp, độ cao, độ sao? Cao. Thì thấp nói chung mất máu thì lượng đồng độ nó hơi cao á, khoảng nếu mà dùng con số cao phiêu thì nó khoảng
khoảng 40-80, dao động nó tùy cái thời gian của cái cục máu nữa, cục máu mới hay là máu cũ rồi cái giai đoạn của cục máu đó. Ví dụ HTC thường là có xuất huyết bên trong như này, thì nó sẽ có cái nhánh trong đây thì mình thấy là có xuất huyết bên cạnh cái phần kia hoặc nó đang thui luôn, phá dịch luôn, tức là mô nó hoại tử, nó hoại tử rồi thì mô nó sẽ đậm độ nó giống như là đồ dịch luôn rồi, nó đen. Thì tùy cái bản chất của u, dù một cái u nó nóng voi chẳng hạn, thì nóng voi thì nó sẽ có những cái đậm độ trắng trắng giống như xương này nè, trắng trắng bên trong. Thì tùy mỗi, chứ không phải thằng nào HTC nào nó cũng vậy hết, nó cũng muôn hình đó. Nhưng mà cái động mạch của nó mà điển hình á thì qua thì động mạch tại nó được nuôi bởi động mạch gan mà, thì nó sẽ bắt thuốc mạnh nè, cho thấy nó sáng hẳn hơn so với u gan. Nó rất là nhiều mạch máu trong u tân sinh rất là giàu máu, qua giờ sau là nó hút nó thải ra trên và nó đi hết rồi. Qua tới cái thì của u gan bắt đầu nó ngắm vô rồi, qua thì tĩnh mạch thì u gan nó sáng hơn thì động mạch, tại thì tĩnh mạch cửa u gan mà, thì lúc có thuốc cản quang nó đi theo đường động mạch tuần hoàn máu thôi. Nó về gan lúc mà đỉnh của nó cao nhất là có thì tĩnh mạch, tại tĩnh mạch gan cửa là nuôi gan mà, thì qua cái thì là thì tĩnh mạch cửa này. Cái đường cửa nó sẽ rõ là khi mua gan sáng lên thì cái cục u lúc này thì nó đã thuốc nó đã thải ra rồi, nó khá đen hơn so với gan. Thì đây là một cái hình, một cái gọi là HCC điển hình. Đặc biệt chúng ta ngoài ra chúng ta đã đọc đó, chúng ta nhìn thấy cái gan nữa. Nếu mà trên bệnh nhân gan sơ, lách to rồi xét nghiệm những cái mặt cơ ung thư như anh FP cao đó, thì hầu như cộng thêm cái hình này đó là hầu như là chẳng đoán khả năng HCC rất là cực cao luôn đó. Đây là cái hình kinh điển của HCC. Thì rồi đây, đây cũng là một cái series 4 hình đó đó, chị chúng ta thấy cũng vậy, nhưng trên hình này đây thì cục u ai cũng thấy được không, ngoài ra còn thấy cái gì nữa không? Cái này là gì? Tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch cửa đúng không? Tĩnh mạch cửa phải, tĩnh mạch cửa trái ở đâu? Tĩnh mạch cửa trái đang vui rồi, tức là nó đã huyết khối rồi, u xâm lấn rồi. Và đặc biệt là HCC nó rất hay là có huyết khối tĩnh mạch cửa. Khi chúng ta đọc HCC chúng ta phải nhìn cái tĩnh mạch cửa đó. Theo trường hợp HCC mà nó đã có huyết khối xâm lấn tĩnh cửa rồi. Ở đây thấy không? Khi huyết khối vô thì nó lắp rồi. Thuốc cản quang nó vô đâu được đâu thì nó sẽ đen rồi, còn có mô u nằm đây rồi, đây là cái lòng mạch trống thì nó sẽ trắng lên đúng không, nó thì thuốc nó đang vô rồi, thì đây là nó huyết khối thì nó sẽ đen, nó khuyết khối trong lòng nó có một cục rồi đó, thì thuốc cản quang nó vô nó đâu có nắp thế được, thì nó bị cục nó đè rồi. Đây là một cái HCC cũng bắt thuốc mà theo cái lý thuyết nó mạnh phải phỏng mình đó, thì là một cái HCC kèm theo cái huyết khối của mình nữa.